Phim Hoa ngữ được mong đợi 2023, Triệu Lệ Dĩnh góp mặt nhưng vẫn thua một bộ. Mới đây, bảng xếp hạng top những bộ phim truyền hình cổ trang Hoa ngữ được mong đợi nhất năm 2023 được đăng tải đã thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh Phủ Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ lên sóng cách đây không lâu, còn có những tác phẩm đang đợi trình làng như Giữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh, Trường Tương Tư của Dương Tử. Top 6, Trường Tương Tư, Dương Tử và Trương Vãn Ý. Trường Tương Tư của Dương Tử và Trương Vãn Ý là một trong những tác phẩm cổ trang được Tencent đặt nhiều kỳ vọng nhất trong năm 2023 này. Đến với Trường Tương Tư, Dương Tử sẽ có mối quan hệ tình cảm phức tạp với ba nhân vật do Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ và Đặng Vi thể hiện. Cốt truyện cầu huyết thế này, nghe thôi cũng thấy hấp dẫn. Chưa kể, phim là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của tác giả Đồng Hoa, lại có sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám, sở hữu giá trị nhan sắc cao, tạo hình đẹp, nên nằm trong bảng xếp hạng này cũng là điều dễ hiểu. Từ những đoạn trailer được tung ra cách đây không lâu, netizen đang thật sự mong đợi ngày phim lên sóng. Top 5, Giữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Bên cạnh Trường Tương Tư của Dương Tử, thì Tencent vẫn còn một siêu phẩm khác đang được mọi người đón nhận trong năm 2023 này, mang tên Giữ Phượng Hành, do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân diễn chính. Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh đang được nâng cao rất nhiều trong năm 2022, qua hai tác phẩm chính kịch là Gió Thổi Bán Hạ và Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Chưa kể cổ trang lại là sở trường của nàng Tiểu Hoa, nên netizen tin chắc Giữ Phượng Hành sẽ không làm khó được cô. Chưa nói đến danh tiếng của nàng Tiểu Hoa và bản thân tác phẩm khi được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Cửu Lộ Phi Hương, chỉ riêng phản ứng hóa học trước đó của cặp bồ Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân từng tạo ra trong Sở Kiều Truyện cũng đủ giúp Giữ Phượng Hành trở thành tác phẩm chưa lên sóng đã nổi. Top 4, Trường Phong Độ, Bạch Kính Đình và Tống Dật. Từ ngày vào nghề đến nay, Bạch Kính Đình rất ít khi đóng phim cổ trang, nên tự khắc Trường Phong Độ lần này cũng nhận được nhiều sự chú ý. Chưa kể, phim còn có sự góp mặt của Tống Dật, nữ diễn viên đang rất được khán giả yêu thích. Sau sự thành công của Khánh Dư Niên, Phong Khởi Lạc Dương, cả hai đều là diễn viên sở hữu nhan sắc cao, diễn xuất ổn áp, thêm vào việc họ phim giả tình thật, những khung cảnh tình bề bình, ngọt ngào tự nhiên, từ những đoạn leak được tung ra, cũng khiến nhiều khán giả phải đứng ngồi không yên. Top 3, Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách. Cũng giống như Trường Tương Tư, Ninh An Như Mộng là tác phẩm một nữ xoay quanh ba nam. Bên cạnh tạo hình cổ trang tuyệt đẹp của Bạch Lộc, thì dàn nam sở hữu nhan sắc cuốn hút như Trương Lăng Hách, Vương Tinh Việt và Chu Tuấn Vĩ cũng góp phần gia tăng điểm nhấn. Về phía nam nữ chính Bạch Lộc và Trương Lăng Hách, tin tức cả hai từng phim giả tình thật, khi nữ diễn viên bị truyền thông bắt gặp qua đêm tại nhà đàn em, cũng giúp phim nhận về nhiều sự chú ý hơn. Top 2, Trương Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hy và Bạch Lộc. Có lẽ, La Vân Hy và Bạch Lộc là cặp đôi được mong đợi nhất trong những cặp bồ trên đây, vì màn thể hiện cực thành công của cả hai, trong Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương, La Vân Hy cũng là một trong những mỹ nam cổ trang được chào đón nhất nhì hiện nay. Mỗi lần chủ đề thảo luận có liên quan đến cổ trang, chắc chắn sẽ có tên của anh chàng. Top 1, Khánh Dư Niên 2. Chẳng bất ngờ gì khi Khánh Dư Niên 2 trở thành quán quân trong bảng xếp hạng lần này. Khánh Dư Niên được xem là tác phẩm quyền mưu xuất sắc nhất kể từ sau Làng Nha Bảng, khi kết hợp hài hòa giữa hài và bi, giữa tranh đấu và tình cảm, tình thân giữa các nhân vật. Thực ra, Khánh Dư Niên có 3 phần, phần 1 lên sóng vào năm 2019 và phải đến hơn 2 năm sau mới có tin tức phần 2 sẽ được khởi quay. Về việc có quy tụ lại dàn diễn viên cũ hay không vẫn còn là một ẩn số. Bên cạnh Trương Nhược Quân thì có lẽ Tiêu Chiến là người được mong đợi nhất sẽ góp mặt, dù sao anh cũng đang là cái tên đình đám. Top 3 bộ Sư Đồ Luyến phải xem 2023, Ngọc Cốt Sao Quá Cầu Huyết. Sư Đồ Luyến, một trong những thể loại phim ngôn tình làm bao người phải khóc đến lụt nhà. Kể sơ sơ thì có Hoa Thiên Cốt, Châu Sinh Như Cố, Hộc Châu Phu Nhân, đây đều là những bộ cổ trang ngược tâm, kết không có hậu. Trong năm 2023 này, màn ảnh Hoa ngữ chắc chắn sẽ có thêm phim thể loại Sư Đồ Luyến lên sóng, cùng điểm qua những bộ đáng xem nhất. 1. Ngọc Cốt Giao, Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn. Với sự tham gia diễn xuất của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn, Ngọc Cốt Giao đã nhận được rất nhiều sự mong đợi của khán giả lẫn người hâm mộ. Ngó qua trailer một chút, tạo hình của bộ phim này rất đẹp, đặc biệt là Tiêu Chiến, nam diễn viên diện bộ đồ trắng, cầm ô bước đi trông ôn nhu, dịu dàng, khung cảnh đẹp như chốn thần tiên. Trong Ngọc Cốt Giao, Tiêu Chiến hóa thân thành Thời Ảnh Thần Quân, là sư phụ của Chu Nhan do Nhậm Mẫn đảm nhận. Thời Ảnh được giao trọng trách lớn, kèm theo đó là dạy dỗ Chu Nhan, nhưng chẳng ngờ trong quá trình này lại cảm mến học trò của mình.
Đáng tiếc là Chu Nhan đã đem lòng yêu người khác, và người này sau đó bị Thời Ảnh tiễn về miền cực lạc. Quá hận Thời Ảnh, Chu Nhan muốn trả thù, nhưng nàng lại chót thương sư phụ. Một trong những câu thoại làm fan thương Thời Ảnh nhất chính là khi bị nữ chính Xiên anh nói: "Ta đi rồi, con có buồn không?" Cả bộ truyện này là những tình tiết cẩu huyết mà theo nhiều người là nếu lên phim, nữ chính chắc chắn sẽ bị ghét. Hoàn thành cảnh quay cuối cùng vào tháng 8 năm 2021, vậy nhưng Ngọc Cốt Dao đến nay vẫn chưa ra mắt. Được biết, bộ phim này đã mất cả năm trời để đi xin giấy phép, nhưng có vẻ tình tiết dư đồ luyến rất khó qua thẩm, nên đến giờ vẫn còn mông lung. Dù vậy, netizen vẫn rất trông đợi vào Ngọc Cốt Dao, đồng thời hy vọng bộ phim có thể lên sóng năm nay. 2. Bảy kiếp không may, Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt. Hóa thân thành cặp oan gia Sơ Không và Tiểu Tường Tử, trong Bảy kiếp không may, Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện như Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết năm ngoái. Tuy yếu tố sư đồ không xuyên suốt bộ phim, nhưng nó lại nằm ở một trong bảy kiếp của cặp đôi này. Vào khoảng kiếp 3 hay kiếp 4, Sơ Không trở thành sư phụ của Tiểu Tường Tử, vì lén không uống canh mạnh bà, nên Sơ Không giữ được hết ký ức từ kiếp trước, tính là sẽ dạy dỗ Tiểu Tường Tử một phen, nào ngờ làm sư phụ rồi, lại thành không nỡ, miệng thì độc địa, nhưng trong lòng lại rất yêu thương cô trò nhỏ. Chẳng thế mà kiếp này, Sơ Không khổ sở vì Tiểu Tường Tử, nhưng cũng nhờ thế mà tình sư đồ của cặp đôi làm người xem thêm phần cảm động. Mặc dù diễn xuất của Dương Siêu Việt chưa từng được đánh giá cao, nhưng nhiều người vẫn tin rằng cô nàng sẽ làm tốt vai diễn Tiểu Tường Tử. Chưa gì tạo hình của Dương Siêu Việt trong phim đã được khen hết lời, và nếu có phản ứng hóa học tốt với Đinh Vũ Hề, thì Bảy kiếp không may chắc chắn sẽ để lại ấn tượng tốt cho khán giả. 3. Trọng Tử, Từ Chính Khê và Dương Siêu Việt. Trong ba bộ sư đồ luyến lên sóng năm 2023, thì Trọng Tử là bộ phim khiến netizen lo lắng nhất. Đơn giản vì nội dung của Trọng Tử rất giống với Hoa Thiên Cốt của Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa, mà Hoa Thiên Cốt từng gây bão khắp châu Á, trở thành một trong những bộ có rating cao ngất của đài Hồ Nam. Thêm nữa, tình tiết của Trọng Tử nếu là vào những năm 2015, khi mà thể loại phim này còn hiếm, thì khán giả tạm chấp nhận được. Chứ giờ mà nữ chính ngây ngô ngốc nghếch, nam chính vô tình, một lòng vì thiên hạ, rất dễ làm người xem chán. Nhưng bù lại phần nội dung không quá mới lạ, thì tạo hình của bộ này được đánh giá là ổn. So với bối cảnh, trang phục của Hoa Thiên Cốt khi xưa còn nghèo, thì giờ Trọng Tử trông đẹp hơn nhiều. Nam nữ chính cũng đẹp, nhưng tiếc là duyên của Từ Chính Khê chưa tới, vẫn còn rất xa lạ với khán giả. Dương Siêu Việt thì chưa biết diễn ra sao, bởi vậy mà khả năng làm nên chuyện của Trọng Tử vẫn đang bị bỏ ngỏ. Phim của Dương Tử, Bạch Lộc, làm khán giả tiền đình vì ngập siro. Dù đã qua một tháng đầu năm, nhưng màn ảnh Hoang Ngữ vẫn chưa có bộ cổ trang nào lên sóng, phim thì chưa chiếu, nhưng khán giả đã bắt đầu tiền đình vì hình ảnh tràn ngập siro của các bộ phim mới, mà trailer mấy bộ này cũng lạ, toàn cảnh ngược đến đau lòng, cảm giác như biết người xem ưa ngược, nên tung ra toàn những phân cảnh trầm cảm. 1. Trường Tương Tư. Đóng máy vào cuối năm 2022, Trường Tương Tư nhanh chóng trở thành tác phẩm được nhiều người mong đợi. Khi có sự góp mặt của Dương Tử cùng dàn trai trẻ đình đám như Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi, trailer của bộ phim này vui buồn có đủ, nhưng làm người xem ấn tượng nhất là những khoảnh khắc ướt đẫm siro của nữ chính và nam phụ. Theo nguyên tác, vai diễn của Dương Tử cũng có cuộc sống vô cùng chật vật vì lang thang khắp nơi, nên mới quen biết được những chàng trai tài giỏi, để rồi sau này nhiều chuyện xảy ra. Nữ chính chắc chắn phải trải qua rất nhiều khó khăn, cũng chịu không ít cảnh ngược mới có được tình yêu đời mình. Nhìn qua loạt cảnh khóc lóc đau khổ, ướt đẫm siro, cũng đủ biết bộ này tốn khăn giấy cỡ nào. 2. Ngọc Cốt Dao. Đã là sư đồ luyến thì chắc chắn phải ngược. Chẳng thế mà trailer tung ra, cho thấy Tiêu Chiến bị ngược sấp mặt, áo quần ướt đẫm siro khi bị phạt trên Chu Tiên Đài, mà anh chàng còn bị cô học trò bé nhỏ xiên tới xiên lui nữa. Nói chung vai này khá thảm, lên phim chắc chắn làm fan của Tiêu Chiến phải khóc lụt nhà. 3. Trương Nguyệt Tấn Minh. Lý do mà La Vân Hy phải mảnh khảnh khi đóng bộ phim này vì nam chính được mô tả là người khá yếu ớt. Bởi vậy trong Trường Nguyệt Tấn Minh, La Vân Hy không chỉ đậm siro mà còn có những phần cảnh ốm yếu thấy thương, yếu tố ngược không thể thiếu, mà còn nhiều là đằng khác. Không chỉ La Vân Hy, Bạch Lộc cũng trải qua mấy kiếp vì tình yêu với nam chính. Trong trailer, cô cũng khóc lóc thảm thương, miệng ngậm siro chẳng thua kém ai. Ngoài ra, dàn phụ của bộ này cũng bị ngược không kém, nên khán giả cũng cần chuẩn bị tâm lý trước khi xem bộ này. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.